Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em tiếp tục cập bến một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Akufei có model là E460. Đây là một trong những chiếc âm ly tích hợp cao cấp của hãng với mức công suất là 180W trên 8 ohm. Đây là một trong những chiếc âm ly lý tưởng khi các bác muốn phối ghép với nhiều dòng loa, ví dụ điển hình như loa tai noise JBL BMW đó và một số những dòng loa khác. Âm ly Akufei là một trong những cái thương hiệu hàng đầu được sản xuất tại Nhật và ở thị trường Việt Nam được đông đảo các audiophile ưa chuộng. Và đặc biệt chiếc âm ly này thời điểm hiện tại có mức giá vô cùng hợp lý gửi tới quý vị và các bạn. Chiếc âm ly này có thời điểm là cao nhất nó là rơi khoảng tầm 98 đến 100 102 triệu và thời điểm hiện tại chiếc âm ly này với mức giá bên em giao lưu với quý vị và các bạn chỉ có 88 triệu thôi. Giá vô cùng hợp lý gửi tới quý vị và các bạn. Đó, về hình thức cơ bản thì chiếc âm ly này thì rất đẹp và hoạt động hoàn hảo. Máy móc cam kết với các bác là zin tuyệt đối đó và bảo hành 1 năm cho quý vị và các bạn. Và bên em còn hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Khi các bác mua chiếc âm ly này các bác sẽ được rất nhiều các ưu đãi. Đó. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em đưa máy lại gần và quay chi tiết gửi tới quý vị và các bạn. Cũng như sau đó thì em sẽ phối ghép với đôi loa tai noise D700 cùng test nhạc trên chiếc âm ly này. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn. Em sẽ đưa máy lại gần và sẽ giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nhá. Đó. Em sẽ chỉnh máy lại gần. Cũng như quý vị và các bạn đã biết thì là âm ly Akufei E460 này được sở hữu những cái công nghệ cao cấp nhất hiện nay. Đó, volume là cái volume đời mới nhất là volume số đây các bác đó. Với cái thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh vô cùng là đẹp mắt và tinh tế. Bên tay trái đây nó là cái đường input selector là cái đường tín hiệu đầu vào và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU vải theo tín hiệu nhạc và bên tay phải đây đó là cái volume đó, volume này là sử dụng cái công nghệ VAV là cái công nghệ cao cấp nhất hiện nay và bên trong là sử dụng thêm một cái lắp band. Trong có các cầu loa như AB hay là bát chép ba lăng đấy là các núm chỉnh đó. Chiếc âm ly này thì hàng từ Nhật về và đẹp xuất sắc, zin tuyệt đối và em bán em sẽ bảo hành cho quý vị và các bạn cứ yên tâm mà chơi thôi ạ. Đó. Con này thì là sử dụng điện 100V và em đang bật điện đây, đấy, bật nguồn. Và em sẽ tắt nguồn đi và em sẽ quay vòng giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nhá. Đây là hai bên là hai hồi đều sử dụng hồi gang đó. Và đây là cái phía sau của chiếc âm ly Akufei E460. Chiếc âm ly này sử dụng hai cầu loa AB đó với mức công suất là 180W trên 8 ohm và bên trên đây là các đường input selector là các đường tín hiệu đầu vào như tuner hay CD line 1 line 2 line 3 đó, còn rất là đẹp, rất mới. Âm ly Akufei E460 công suất tiêu thụ điện năng là 440W. Đó, điện 100V. Đó, chiếc âm ly này thì một lát nữa thì em sẽ ghép với đôi loa tai noise D5 D700 và xin mời quý vị và các bạn cùng em trải nghiệm chất âm của bộ phối ghép này. Đó. Và đây là cái đôi loa tai noise D700. Rất là đẹp đây. Đó. Đó, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em trải nghiệm chất âm của bộ phối ghép này nhá. Vải lụa đào
xuân cũng qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.